Mobile money sắp được triển khai hứa hẹn mang tới nhiều cơ hội. Theo VOV, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, Việt Nam có nhiều cơ hội trở thành một trong những nước đầu tiên áp dụng mobile money trong thanh toán, nhưng chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội trong năm vừa qua do chưa được cấp phép. Ở Việt Nam, tỷ lệ người dùng thẻ tín dụng chưa cao nhưng mật độ thuê bao di động thì đạt trên 100%. Hiện, trên 90% các giao dịch dưới 100.000 đồng là bằng tiền mặt. Mobile money sẽ là giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Báo Đầu tư Thông tin Mobile Money sẽ làm xuất hiện rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế số, những công ty khởi nghiệp công nghệ. Người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho rằng các ngân hàng không cần quá lo ngại về Mobile Money. Tại Kenya, sau 3 năm triển khai Mobile Money, tỷ lệ sử dụng ngân hàng tăng 19% nhờ vào sự phát triển của các dịch vụ Mobile Money. Mobile Money với giá trị giao dịch nhỏ sẽ đào tạo người dân trở thành khách hàng của ngân hàng. Dĩ nhiên, mobile có những rủi ro đi kèm, song lợi ích mang lại lớn hơn rất nhiều.